Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì là 10 giờ sáng của ngày 9 tháng 4. Mình đang có mặt ở dưới dạ cầu Châu Đốc, nhưng mà phía bên bờ Châu Đốc nha. Đây. Thì như mình đã nói ở các clip trước, ở dưới dạ cầu Châu Đốc là cả một thế giới. Trước tiên thì mọi người hãy quan sát những nhịp cầu trong bờ này. Thì nó gồm có những 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái dầm chữ T đúc sẵn. Mỗi cái dầm này thì theo như mình quan sát, mình nhận định là nó cao khoảng 2 mét. Cái bản của cái chữ T ở phía trên đó là 2 mét rưỡi. Còn phía dưới này, phía dưới dạ cầu này thì nó là khoảng 6 tấc thôi. Đấy, chiều cao của nó là khoảng 2 mét. Như vậy thì mỗi một cái chữ T nó rộng độ khoảng 2 mét rưỡi nhân lên với 6 thì nó ra khoảng 15 mét. Tuy nhiên là hai bên thành cầu thì nó chiếm lên một số cái diện tích nhất định, cho nên là cái bề ngang nó chỉ còn lại là 14 mét cái lòng cầu đấy. Ở dưới thì có lán trại của anh em công nhân, thậm chí còn có cả một đám cái hình như là những cái cây kiểng á. Nhìn ra phía ngoài lòng sông đấy thì là nó có 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp là đúc hẫng. Đấy, 3 nhịp đúc hẫng. Còn ở phía trong bờ này, từ cái trụ có cái dầm này, là cái trụ thứ 5 đấy, trụ chữ T. Nó có cái bề ngang của chữ T, dưới thân chữ T đó là nó khoảng 5 mét. Còn cái bề mặt của chữ T ở trên đấy, đỡ các cái dầm cầu là nó cũng khoảng 14 mét đấy. Đấy, có một chi dây lòng thòng và dây không biết là dây gì. Đấy thì vị trí này thì mình có thể quan sát thấy là các cái lan can đã được gắn rất là nhiều rồi. Ở trên thì cũng có những cái tai để gắn các cái trụ đèn chiếu sáng ấy, thì cũng có những cái ống ruột gà chứa những cái dây điện ở trong đó được đi sẵn ấy. Sau này thì khi mà gắn cái trụ đèn chiếu sáng lên thì nó đã có đường điện sẵn ở dưới đó rồi. Đấy, nhìn ở dưới dạ cầu nhìn lên thì rất là hoành tráng, mà thậm chí mình còn có thể nhìn thấy một cái giá treo đấy, là cho anh em công nhân người ta vệ sinh, người ta chà bóng cái vệ sinh chà bóng cái gọi là cái thành ngoài của những cái tấm bê tông úp sẵn thành ngoài, gọi là tấm váy đấy. Đấy, rất hoành tráng. Đi về phía trong bờ này, đi về phía trong bờ Châu Đốc đó, thì thấp thoáng ở đằng kia mình cũng đã nhìn thấy những cái anh công nhân đang đi đường dây điện. Đấy, đang đi đường dây điện. Và ngay sát cái thành cầu đây có một cái đường ống nước đấy, nhìn đường ống nước để thoát nước mưa đấy. Nó có đường kính đâu đó khoảng 2 tấc hoặc trên 2 tấc. Thì cứ mỗi một đoạn dài ấy, nó có một cái chữ T là nó lấy nước ở trên mặt cầu. Còn ngay vị trí này mọi người có thể nhìn thấy một cái đoạn đen đấy. Đoạn đen thì chắc là đoạn bằng cao su đấy, nó có thể giãn nở theo cái khe giãn nở đấy. Nhưng không thì đường ống nó bị chèn ép khi mà trời nóng ấy, nó nở ra, nó chèn ép thì nó bể mất, cho nên là những cái đoạn đó là những cái đoạn có gắn các cái đoạn ống cao su có thể đàn hồi. Và dưới chân mình là đường ống đường dây điện nhá. Còn ở bên tay mặt này ở dưới đất ấy, là những cái dưỡng để mà đổ những tấm thành cầu. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là người ta đổ ở nơi khác người ta mang tới, nhưng mà bây giờ thực tế mình thấy này, đấy, các cái tấm dưỡng này là ngày xưa đã được dùng để đổ. Còn cái dây điện ấy, mình đang cầm đây thì nó có cái đường kính đâu đó khoảng 1,5 phân nhá, khá là lớn, lõi nó lớn lắm. Cầu thang, một số anh em công nhân mà đi đường dây điện đó, bắc thang lên đang kéo dây điện đó, nghỉ mệt chút xíu làm tiếp. Cái ống mũ là ống nước đó không? Sau khi mình hỏi thăm là có phải cái ống mũ đấy, ống nhựa đấy hơn 2 tấc là đường ống nước, thì các anh ấy trả lời là đúng rồi, đấy là các cái đường ống nước. Mọi người có thể nhìn thấy giữa hai cái dầm cầu đấy, nó có một cái khe trắng trắng ở phía trên không?
Đấy, thì khi mà ráp các cái dầm cầu liền kề thì không bao giờ mà khít lại. Thì trên đó là sau khi mà ráp xong thì người ta cũng có khả năng là đã đổ một cái lớp bê tông mong mỏng ở trên mặt cầu. Đấy, trước khi mà thảm bê tông nhựa nóng. Đấy. Thế còn đi về phía dưới cái mố cầu ở phía trong bờ đó. À, phía trên này thì cũng có gắn lằn gà. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái đoạn đen đen này là cái đoạn ống cao su nhá, giãn nở. Ở phía trong kia thì có một anh công nhân đang len ở trong cái khe rất là hẹp, có thể là kéo được dây điện từ đó đi ra. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy là rất nhiều những cái tấm bê tông giống như vảy cá đã được gắn ở phía ta luy rồi. À, anh đang len ra đây, len ra đây, len ra. Xuống được không? Cực quá Một anh công nhân còn rất trẻ. Những tấm vảy mang cá nó khoảng 4 tấc thôi. Và cái đường kính tròn tròn ở giữa là khoảng 2 tấc. Ở đây thì sau này là sẽ được trồng cỏ đấy. Nhưng mà có một cái đám đen đen đây đây. Anh công nhân nào anh cũng rất là sáng tạo. Hình như anh thấy cỏ mọc sẵn là anh chơi luôn. Đấy. Sau này khoai phải trồng cỏ. À, những cái tấm bê tông này thì các cái góc của nó là được bo nhá, thì người ta dùng xi măng người ta gắn bốn cái góc nó lại. Bây giờ thì mình từ dưới dạng cầu để đi lên trên đầu cầu phía bờ Châu Đốc, đằng đó thì mình cũng đã nhìn thấy là một chiếc xe ben này đang dựng cái thùng lên này để sửa sửa ben hay gì đấy. Và bên cạnh đó thì là một cái thiết bị là khá là hay đấy, thú vị đấy. Đây là cái xe là tưới keo kết dính này. Hôm qua thì mình đã nhìn thấy nó từ flycam. Đấy, thì có hai công nhân đang đổ nhiên liệu và có thể là đổ luôn cái bình cho cái máy phát điện ở đằng sau đấy để cho nó hâm nóng và cái nó dùng bơm tưới đó. Cái máy nổ ở đằng sau thì nó có cái tác dụng là một là nó hâm nóng cái keo kết dính lên, và thứ hai là nó dùng một cái bơm để nó tưới. Đấy. Hoặc là cũng có khả năng là chỉ là dùng cái dầu diesel để mà rửa cái bơm thôi. Đây là khá phức tạp ha, các cái bộ phận phía đằng sau, các cái đường ống tưới này, bơm tưới này. Đấy. C, đúng là họ. Các thiết bị của nhà Tuấn Hiền, Vĩnh Long. Ở đằng kia thì có một cái chiếc xe Cúp Mini đang sửa cái ta luy đắp bờ bao đấy. Còn đây là cũng là một chiếc xe, nhưng mà nó là xe, đây là cái xe ben đấy, là xe Cúp Mini. Ở đây là cái ngã tư nhá, thì có bốn cái bổng pin đã được lắp xong rồi, đổ xong rồi. Ở trên đó thì có những cái nắp hố ga, rồi thì những cái đây ví dụ như trụ điện này, bệ đỡ trụ điện này đã được đi sẵn cái đường dây ruột gà rồi. Đấy. Tới đây thì mình cũng xin được kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Thank you. Bye bye.